Sau khi có nhiều ý kiến phản hồi mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đề án triển khai từ năm học 2018 và 2019, tổng kinh phí gần 780 tỷ đồng. Chương trình sách giáo khoa mới tiếp tục được xây dựng theo hướng tiếp nối, liên thông, giảm tải và thiết thực. Chính phủ đề nghị chương trình đào tạo phải được xây dựng trước, làm cơ sở để viết sách giáo khoa theo tiêu chí một chương trình nhiều bộ sách. Từ năm học 2018-2019, bắt đầu thực hiện chương trình sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổng kinh phí 779 tỷ đồng. Kinh phí này không bao gồm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo mới đội ngũ giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng Bộ Tài chính xét duyệt từng khoản chi cụ thể để đảm bảo minh bạch, trước đó đã có nhiều ý kiến trái chiều về kinh phí xây dựng đề án sách giáo khoa mới cũng như cách thức xây dựng nhiều bộ sách giáo khoa